một ngày mới đã lên âm thanh rộn vui đàn chim hót vang lời ca chúng tôi hôm nay tràn đầy sức sống một ngày mới bắt đầu lúc 7:15 sáng khi chiếc xe buýt lăn bánh từ chi nhánh Hải Phòng đưa chúng tôi đến khu công nghiệp Tràng Duệ. Ngày làm việc luôn bắt đầu bằng không khí bận rộn, hối hả, nhưng không vì thế mà chúng tôi quên nhiệm vụ làm hài lòng mọi khách hàng bằng sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của mình. Trong công việc không tránh khỏi những lúc gặp khó khăn, nhưng chúng tôi thật may mắn khi luôn có những người đồng nghiệp tốt, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Điều này như một sợi dây liên kết kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Sau những giờ làm việc căng thẳng, chúng tôi cùng nhau ăn trưa và chia sẻ những câu chuyện về công việc, cuộc sống. Có lẽ vì thế mà các thành viên của phòng giao dịch ngày càng trở nên thân thiết. Ở đây chúng tôi có những đồng nghiệp nam thật ga lăng, những người luôn quan tâm và thể hiện sự nâng niu phái đẹp bằng cách kỷ niệm những dịp đặc biệt như 20 tháng 10 theo cách ấn tượng và làm chúng tôi bất ngờ nhất. Cạnh nhiệm vụ chính thường ngày trong văn phòng, chúng tôi cùng nhau tham gia Green Day, làm sạch quang cảnh quanh phòng giao dịch. Sau mỗi buổi lao động như thế, các member của Tràng Duệ TO đều cảm thấy tràn đầy hứng khởi và gắn bó với nhau nhiều hơn. Tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, cởi mở luôn là điều mà BOM của phòng giao dịch hướng đến. Chúng tôi đã cùng nhau trang trí một góc của văn phòng thành nơi lưu giữ những kỷ niệm từ ngày đầu thành lập phòng giao dịch đến những buổi workshop, dã ngoại tập thể tràn ngập tiếng cười. Một ngày, chúng tôi dành phần lớn thời gian ở văn phòng, thậm chí còn nhiều hơn thời gian bên gia đình. Vì thế, tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, cởi mở là điều tất cả các thành viên của Tràng Duệ TO đều hướng đến. Và dù chỉ mới đồng hành cùng với nhau gần 3 tháng, nhưng chúng tôi đã gắn bó như một gia đình và không ngừng cố gắng để duy trì tinh thần đoàn kết, môi trường làm việc thân thiện, đúng với tiêu chí Happy Shinhan. Shinhan! Happy! Và Shinhan vẫn bên bạn, sẽ mãi bên bạn, nhìn về tương lai người xa. Chúng tôi là Shinhan.